đây này, ổ nheo rồi. Úi giời, ổ nheo rồi. Lại con nheo nữa, ba nheo rồi. Đây, đó, nheo nữa. Tổng 5 nheo rồi. Anh em nhìn vào nhá. À, chuẩn bị này. Đây này, bắt chuẩn nhịp luôn à. Ăn đấy nhá anh. Nhấp cho cá để cho cựa mồi cho con cá nó thu hút hơn. Xuống thấy chưa? Úi xưa. Chuẩn luôn anh em ạ. Con riếc à. Chà vá luôn. Xin chào anh em nhé, chào mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục đi câu tự nhiên. Ra đây gặp các bác, các chú cũng câu đây anh em ạ. Thì thấy chỗ này khá đẹp và cũng có giếc. Bác áo vàng vàng này đã câu mớ giếc rồi. Rồi sẽ trải nghiệm ở đây. Ngồi cùng các bác câu lâu năm. Ngồi cùng cho vui. Đây, em ngồi kia các bạn. Anh em này, mồi thì anh em hôm nay em vẫn đánh cái mồi câu giếc, bởi một câu giếc của em nha anh em nhá. Anh em đánh thì anh em chỉ cần trộn một ít nhỏ thôi. Đây này, chỉ trộn bằng này thôi. Xong câu hết lại trộn anh em ạ. Xong bắt đầu là khi tín hiệu vào phao đều thì anh em đánh tín hiệu vào phao đều thì anh em đánh vuốt cho em. Đánh vuốt nó sẽ bén cá hơn và hiệu quả hơn. Rồi, con đầu tiên. Ôi, con này con dầm đất không ạ? Con đầu tiên anh em nhá. Dầm đất, to phết đấy. Ban nãy cơ bản đến đây là thả xong ném bom bõm là cá nó hơi hốt. Phải mất một lúc thì nó mới vào được. Dầm đất. Để dầm đất à. Đấy. Giếc. Con giếc đầu tiên. Tưởng con dầm đất ăn nữa. Đó. Được nheo rất là ngon này. Đây. Đây con nheo ngon cho anh em. Đây. Ok đấy, đã làm được nồi sáo rồi. Đây con này bé. Còn con dưới kia bằng cân cơ. Giếc này. Mất rồi. Chạy ở đây mất luôn. Lại mắc bèo. Rồi. Giếc. Bây giờ mới ăn đúng không ạ? Đây em. Anh em nhá, báo cá cho ông lại con nheo nữa. Ba nheo rồi. Đây, đó. Cần rất là dài luôn. Báo hai nheo và anh còn run. Đây, run này này. Run, ok. Bành phao. Đây. Lại con nheo nữa. Bốn nheo à. Thế tóm lại là về là mỗi ông hai con à? Thế đấy bảo rồi. Chúc mỗi người hai con là được rồi. Đấy, nheo to chưa? Đấy, ok chưa? Thua rồi. Được.
Rồi. Ôi giời. Lên tới đây nó lại rồi. Vườn vườn. Xuống. Rồi, rồi, giếc này. Nãy mất bể tí để mất không ạ? Giếc không ạ? Cháu chỉ bắt được giếc thôi. Có bắt được nheo gì không đâu. Nheo nữa. Tổng 5 nheo rồi. Chơi nhiều nheo đấy. Hôm nay thua rồi, hôm nay cháu thua các ông rồi. Đây. Lại nheo nữa này. Đấy. Toàn nheo ngon rồi. Đây, nheo rồi. Đấy. Đấy, đấy. Thua tất các ông rồi. Đấy. 5 nheo. 5 nheo. Được không? Cháu là Trọng à? Vâng. Ông là Tiến. Vâng. Tiến và ông kia, ông nhà báo về hưu là ông Khang. Còn ông cũng được con trên, được con nheo. Trên vị trí xuống. Ông ấy xuống, được 3 con. Xuống tận đây câu. Không, ông ở đây rồi. À, ở đây. Thế tưởng. Đang ở trên vị trí xuống. À, à. Đang ở vị trí xuống. Vâng. Hôm nay được giao lưu cùng các ông thấy vui ấy. Mà ông lại, hai ông lại bắt nó hơi bị nhiều cá nheo ấy. Có hôm ta nói 11 con nhiều cái nó không to. Vâng. Hôm nay ta được 2, chú được 3. Vâng. Tiến đâu là Tiến. Con vâng. Con dâu người gì thị trấn đi làm. Vâng vâng. Ok không? Thế để chào, chào các ông nhé, để hẹn hôm nào lại gặp ông lần nữa. Cơ bản là tối về hôm nào mày lên cái phây này thì tao sẽ bấm vào. Vâng, ok không? Hôm nay mình câu ở đây thì được ngồi cùng giao lưu cùng các bậc tiền bối ở đây. Thì các nói chung là các ông có tuổi rồi, cũng có tuổi rồi, 70-80 tuổi rồi. Ngồi ở góc kia thì hôm nay cá giếc nó không ăn chậm, nó không ăn mạnh. Thì được cái là hôm nay cá nheo ăn mạnh. Thì các bậc tiền bối hôm nay đã câu được 5 chú nheo lên, 5 chú nheo luôn. Con to nhất nó bằng, to nhất nó to bằng cơ cổ chân mình, gần bằng cổ chân mình, bằng to bằng này, to hơn một tí. Ấy, nhịp ăn. Nói chung cá hôm nay giếc thì ăn bình thường thôi, không mạnh lắm. Ở điểm này thì anh em nếu mà anh em nào cần thì mình sẽ chia sẻ map ở trên cái phần bình luận đó. Những cái video mình đăng lên mình sẽ có ghi map ở phần bình luận hoặc là phần mô tả. Anh em vào đấy và anh em tìm map, anh em trải nghiệm thử chỗ này xem sao nhé. Xuống. Lại mất, đứng mất. Mẹ mất. Mất mấy con liền. Rồi. Giếc ta. Nhớ nhịp rồi. Xuống lại đi. Xuống. Rồi. Giếc nhỏ. Xuống. Bành à? Bành. À, con này to, con này to. Con gì đây? À, con giếc. Ui, giếc to quá. Ây da. Anh em. À, con giếc rừng. Ôi dồi, nhớ nhịp rồi anh em ơi. Lại này, lại này. Lại này. Giết ta, giết ta. Bắt nhịp, cái này anh em bắt nhịp nó. Cái quan trọng là bắt nhịp nó chuẩn. Nếu cá mà ăn mạnh thì không nói chuyện. Cá ăn mạnh thì mình chờ xuống vút phao thì mình đánh dễ được sấp đôi hơn.
Nhưng cá nhát kiểu này như thời gian này nó đang có trứng nhiều, thì anh em bắt nhịp phao nhịp 1 bắt là chuẩn nhất. Cứ phải bắt nhịp 1. Nhịp hơi nhẹ. Nào. Nhịp nhẹ quá. Ui, nhịp nhẹ quá vẫn bắt được bình thường. Nhịp cực kỳ là nhẹ. Giết ta, giết ta. Ôi dồi ôi. Ôi dồi, con rừng. Rừng to quá anh em ạ. Toàn giếc đẹp thôi anh em ạ. Cả giếc rừng, cả giếc ta. Đấy anh em nhìn thấy cái phao của em đánh không? Cứ một nhịp nhẹ tí thôi cũng dính anh em nhé. Đừng có chờ mất hình làm gì. Cái thời điểm này cá đang trứng mà chờ mất hình thì mất hình đánh nó không hiệu quả đâu. Mà chờ mất hình lâu lắm. Cứ nhịp một mà đánh. Còn cá ăn mạnh như cái mùa kia thì bảo sấp đôi lên thọ, nhưng mà mùa này thì không cần phải, mùa kia thì mới cần phải mất hình hoặc xuống sâu, còn mùa này không cần đâu. Một vạch, nửa vạch, đánh hết. Tại vì lúc con cá hút vào mồm nó sẽ xuống tín hiệu. Dễ ý thôi, dễ ý thôi, dễ ý thôi. Trước ta đẹp không anh em? Đấy. Ăn luôn à? Mẹ không nhìn vào phao. Tháo ăn luôn. Tháo ăn luôn. Ui con chiếc to. Ui ui. Ơi. Chiếc to quá anh em ạ. Anh em ơi. Con chiếc to quá. Con chiếc à? Chà vá luôn. Đăng nước lại chạy, nước hơi có độ chạy. Nhịp phao, úi giời. Nhịp con này đơ, nhưng vẫn vào mồm. Thốt á. Đăng nước lại chạy, nước hơi có độ chạy. Nhịp phao, úi giời. Nhịp con này đơ, nhưng vẫn vào mồm. Húp đi, trời. Lâu quá. Ậu. Đang đè, đang đè. Đang đè. Đấy, nhịp rất là nhẹ nhưng vẫn vào mồm. Anh em ạ, xuống rất là nhẹ nhưng vẫn vào mồm. Tiếp nhá, nhìn phao anh em nhá. Đấy, hơi có độ bành, hơi có độ bành. Hơi có độ bành, xuống. Rồi. Thấy chưa? Nhưng phát tất vào mồm hết anh em ạ. Đây, tất cả đều vào mồm nhá. Hơi nhớ nhịp, hơi nhẹ quá. Rồi. Nhẹ không anh em? Rồi, tất vào mồm nhá. Xuống đây. Xuống đơ. Đấy, nhịp xuống đơ. Vẫn vào mồm. Anh em ạ, đây. Nhịp xuống đơ nhưng cá giếc vẫn ăn mồm nhá. Phát cuối để về thôi. Phát cuối để về thôi. Hôm nay rất vui là được giao lưu cùng mấy bác có tuổi, mấy cần thủ có tuổi cũng rất vui. Đây giờ phát quế về rồi anh em ạ. Báo cá các bác nhá. Cái bài mùa câu giếc của em thì đánh chưa biết móm bao giờ các bác ạ. Các bác cần thì các bác có thể liên hệ với em cái số điện thoại 0334222225 để trải nghiệm thử cái bài mồi câu giếc của em. Chưa bao biết móm nếu đánh bài mồi câu giếc này các bác. Ok các bác nhá, chào các bác, hẹn các bác video tiếp theo. Thì cái mồi của em nó câu không tốn mồi. Một gói này có thể câu được mấy buổi cơ. Các bác nhá, chào các bác.